Nguyễn Trần Khánh Vân, Việt Nam. Tại Vân đang có mặt tại trung tâm hội nghị Asiana Plaza Tân Phú. Ngày hôm nay thì 8 thí sinh xuất sắc nhất của cuộc thi thiết kế trang phục dân tộc cho Khánh Vân đến với Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2020 sẽ bước vào các phần thi vô cùng gây cấn cũng như hấp dẫn với chủ đề tuyệt tác đường cong giữa hai bảng tự do và All Star. Và Khánh Vân xin được gửi lời cảm ơn đến các nhãn hàng Vi Phong, Ngân hàng Nam Á Bank, trung tâm hội nghị Asiana Plaza Tân Phú đã đồng hành và hỗ trợ Khánh Vân trong suốt thời gian vừa qua. Các tác phẩm này trong suốt thời gian vừa qua đã gây bão trên khắp các mạng xã hội bởi ý tưởng rất là táo bạo, ý nghĩa cũng như là độc đáo. Và bây giờ thì Vân đang chuẩn bị chào đón các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với cuộc thi tuyển chọn thiết kế trang phục dân tộc cho đại diện Việt Nam đến với Miss Universe 2020. Ngày hôm nay thì Vân rất là hào hứng khi mà được gặp top 8 thí sinh xuất sắc nhất của cuộc thi. Và bây giờ sẽ là vòng đầu tiên của ngày hôm nay. Các bạn sẽ được bốc thăm ngẫu nhiên và các bạn phải thuyết trình trước ban giám khảo. Đây sẽ là vòng đối lại trực tiếp, không để mọi người chờ lâu. Vân sẽ bốc thăm ngay bây giờ. Đầu tiên sẽ là bảng All Star. Vân sẽ chọn cặp đầu tiên. Số 1, Omejo. Và sẽ đối đầu với số 4. Tô Thị. Tiếp theo sẽ là bảng tự do, Liên Vũ và số 1 của tự do. Vậy là Vân sẽ công bố hai cặp tiếp theo của mỗi bảng, Mây Trắng và Thiếu Nữ Bên Hoa Huệ. Và cuối cùng ngày hôm nay của bảng tự do sẽ còn lại số 2 và số 4, đó chính là Hoa Sen và Kẻ Ngang. Trước khi bước vào vòng thi thì nhà tài trợ Vi Phong có một món quà gửi đến tất cả các bạn để như là một lời khích lệ động viên cho chúng ta có thêm tinh thần và sức mạnh. Và tất cả các bạn đã sẵn sàng cho cuộc thi của mình chưa? Sẵn sàng. Ngay sau đây, Vân xin được giới thiệu thành phần ban giám khảo. Nhà thiết kế Thủy Nguyễn, đạo diễn Long Cang, Á hậu Hoàn vũ 2008, đại diện Việt Nam Miss Universe 2009, Võ Hoàng Yến, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, top 5 Miss Universe 2018, Hờ Hen Nie. Ở vòng này thì từng cặp thí sinh sẽ thi đấu với nhau và các bạn chỉ có tối đa 3 phút để có thể thuyết trình tác phẩm của mình. Qua cái việc mà đấu cặp trực tiếp có thể thể hiện được cái quan điểm của các thí sinh khi đến với cuộc thi năm nay. Họ có thể đưa ra những cái nhận định và cũng giống như đó là một cái cách họ nhìn và đánh giá về cái tác phẩm của họ cũng như là tác phẩm của đối phương. Và bây giờ, Vân xin được mời cặp thí sinh đầu tiên. Để thực hiện cái kén tầm này, em sẽ sử dụng mút Eva, là một loại vật liệu cực kỳ nhẹ, cực kỳ dễ tạo hình. Cái câu chuyện đầu tiên là em muốn sử dụng hình ảnh áo dài và em muốn kết hợp với lại kỹ thuật thắt dây macrame của nước ngoài. Trang phục của em mang tính trình diễn rất cực kỳ cao. Thí sinh Trương Tuấn Vũ với bài thuyết trình Hoa Sen. Hình ảnh của tôi mang đến đó là hình ảnh áo dài, nón lá và hoa sen với những cành hoa sen được xếp trên một khung nhôm và xếp theo xếp tầng có thể tạo hình ảnh và lồng lẫy được trên sân khấu. Chắc là cho chị hỏi khoa lỗ trước. Cho chị hỏi là lúc nãy thì em có nói rằng là áo dài em muốn sử dụng một cách nó nguyên bản nhất. Em muốn sử dụng cái chất liệu gọi là thô sơ nhất và mang đến cái tà áo dài Việt Nam một cách nguyên bản. Nhưng mà em lại dùng kỹ thuật đan nước ngoài.
cái áo dài bằng sợi. Thật sự trước giờ em chưa bao giờ em thấy kỹ thuật này sử dụng cho áo dài. Em tin em sẽ là một trong những bạn nhà thiết kế trẻ đầu tiên tiên phong cho cái việc cách tân áo dài, sử dụng những cái vật liệu mới cho tại áo dài Việt Nam của mình. Hai anh cảm thấy như thế nào về đối thủ của mình? Mình chỉ thắc mắc một vài điều là việc bạn hở đôi chân của Cảnh Vân thì nó nằm ở vấn đề thân lịch khi thi tham gia một cuộc thi hoa hậu Hoàn Vũ. Phụ nữ không có vấn đề khi bị mà mặc cảm cái vấn đề thân lịch hay không với cơ thể của họ, họ hoàn toàn có thể phô diễn đó. Nó sẽ mâu thuẫn giữa hình ảnh trước và sau. Em muốn hỏi anh là thì em thấy cái việc sử dụng dây nhợ rồi những cái khớp mà tăng đưa đồ trên sân khấu cực kỳ nguy hiểm luôn. Vân xem một tay sẽ cầm sợi dây kéo xuống thì cảnh sáng sẽ úp lại, Vân thả tay ra và đưa tay lên thì cảnh sáng sẽ đồng loạt mở ra. Chỉ nghe thôi thì rất là thích. Nhưng tuy nhiên những cái bạn gửi gắm vào rất là đầy đủ luôn, nhưng cái mô hình thực tế thì chưa thấy. Đó là phần thiếu sót của em xin lỗi. Và cái đó là một cái thiếu sót cực kỳ quan trọng luôn, bởi vì chúng ta việc vẽ là một chuyện, vẽ thì nó thật, Yến cũng biết vẽ đó. Nhưng vấn đề là mình làm trên thực tế là một cái chuyện khác, và trên mô hình là một chuyện, còn ra thực tế là một câu chuyện hoàn toàn khác nữa. Sau khi mà hội ý thì giám khảo cũng có một kết quả cuối cùng. Em xin được chia buồn với anh Tuấn Vũ. Anh sẽ phải dừng lại ở đây và em xin chúc mừng anh Khoa Lỗ có thể đi tiếp. Xin chúc mừng anh. Đừng buồn nha anh. Với tiêu chí là thứ nhất là cái việc sáng tạo, sự bắt mắt ở trên sân khấu, hiển nhiên là cái yếu tố về nét đặc trưng của văn hóa Việt Nam, đó là những cái ưu tiên hàng đầu. Và ngày hôm nay một cái người mà Hen cảm thấy là có thể chia sẻ và nói rất là sát và có một cái sự hiểu biết về Hoa hậu Hoàn Vũ là bạn Khoa Lỗ, thì bạn có những cái chia sẻ rất là rõ ràng. Mình tên là Nguyễn Hữu Bình, mình là tác giả của bộ mây trắng. Mình năm nay mình 43 tuổi. Mình công việc hiện tại của mình là làm về design. Mình là cựu sinh viên của trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh, và mình đã có 18 năm là mình sáng lập một cái công ty về design. Nhưng mà mình cũng rất là yêu thích về, giống như bây giờ mình tham gia này thì mình giống trở về cái thời sinh viên vậy đó. Tức là mình rất có, từ những ngày mà mình đi học, mình cũng đã chọn những cái đề tài rất là thiên về dân tộc. Hiện thời thì mình cũng đang là một giảng viên thỉnh giảng của trường Đại học Văn Lang về khoa mỹ thuật kiến trúc. Một tà áo dài trắng rất là đơn sơ thì mình muốn nó như một cái dạng chiến lược đó. Tức là khi chúng ta vào một cái cuộc thi thì mình dấp phải rất là nhiều những cái ý kiến từ bạn bè là nói là mình đừng có chọn cái này, tức là nó rất là nguy hiểm, nhưng mà mình không. Vấn đề là một câu chuyện của anh rồi đó, nhưng mà tụi em đang quan tâm vấn đề anh sử dụng như thế nào, chất liệu gì, và làm sao rất được với cái cổng trường đi qua nước ngoài. Cái đó tụi em quan tâm nãy giờ mà không nói. Vào chương trình này thì mình cứ đi thẳng cái vấn đề thôi. Cái vấn đề về tinh thần thì ai cũng thấy rồi. Rồi những cái rất là cồng kềnh như vậy. Và tại sao anh chọn cái cổng trường? Cá nhân em thấy độ thuyết phục nó chưa cao. Chúng ta chỉ có 3 phút thuyết trình, nhưng mà đôi khi các bạn đã dùng hết hơn 1 phút để chào hỏi ban giám khảo, rồi nói em được là ai, đến từ đâu, trong khi tất cả những thông tin đó đều đã có trên cái bản tiểu sử của các bạn, chúng tôi hoàn toàn có thể đọc được. Và quan trọng nhất, chúng tôi muốn tìm ra được những cái yếu tố đặc biệt các bạn muốn đem lại mà trên bản thảo không thể hiện được hết, mà các bạn cần phải thuyết trình bằng những lời nói của mình, thì đó là điều mà chúng tôi muốn quan tâm nhất. Mình làm những cái chất liệu thô mộc, nhưng mà mình sẽ làm cho nó tinh tế. Nói chung là mình làm trong cái bộ này tổng thể khoảng chừng 10kg trở lại. Giống như ngày xưa mình làm bộ Hồng Việt đó, thì mình chỉ làm là trong vòng có 7kg thôi. Khoảng 6 thao tác để mình lắp ghép thôi. Cái này mình chia tư cổng trường ra. Anh cho em hỏi là kiến trúc của cái cổng trường này là kiến trúc gì ạ? Dạ, kiến trúc Pháp. Áo dài Việt Nam. Dạ. Đi qua Mỹ. Và hiện giờ là cái ngôi trường này năm nay là đúng là 100 năm, và nó là một cái di sản kỳ về kiến trúc của thời Pháp để lại. Tuy nhiên là em chỉ nhìn thấy về thị giác thì vẫn chưa nhìn thấy đủ Việt Nam. Thì như các bạn biết là Khánh Vân mặc áo dài rất là đẹp, thì đối với Thủy đấy là chiếc tà áo dài, làm thế nào để thể hiện được cái tà áo dài nó đẹp nhất và thể hiện được tinh thần Việt Nam nhất ở trong cái bộ trang phục này. Ngoài ra nữa rằng là từ ý tưởng cho đến cách thực hiện, cho đến khi mà đưa được lên sân khấu, thì tiêu chí của cuộc thi lần này nó vẫn phải là áo dài và Việt Nam. Em có hai cái option. Thì option thứ nhất là chỉ là một cái khung tranh thôi để Khánh Vân đeo. Nhưng mà option thứ hai thì em phát triển lên, có nghĩa là tại sao thầy không là một ba cái khung tranh, thì nó sẽ trở thành một cái triển lãm tranh nhỏ. Và khi mà Khánh Vân ra đến cái chỗ sân khấu boxing thì sẽ
kéo cái rèm xuống thì là nó sẽ che bớt một cái phần cái bức tranh, rồi khi mà bớt ra thì người ta sẽ hiểu nó là một cái gallery. Thực sự ra mình rất là thích với lại cái bộ trang phục của anh, đặc biệt là khi mà anh đưa cái yếu tố về hội họa vào trong cái về thời trang. Ví dụ như bây giờ bạn đưa một cái áo dài rất đơn giản và đằng sau có một cái khung, ba cái khung hình như vậy, đi ra rồi Vân lại phải cầm hai cái đồ trắng như vậy nữa, thì trông nó mất đi cái sự duyên dáng của một cô gái ăn mặc áo dài. Tự nhiên bạn hiểu ý mình không? Giống như là mình đang đi áo dài rất là lạ lướt mà bạn cầm hai cái cây nhà giống như đang chuẩn bị để đánh nhau vậy đó. Thì những thứ này có thể làm cho Vân bị phân tâm. Em cũng có tưởng tượng là nó sẽ khó chứ mày không? Đôi khi mình đâu cần hai cái ba đêm làm gì đâu. Cái tác phẩm của bạn được đi vào trong thì mình nên làm nó giản lược lại và làm sao Khánh Vân có thể biến hóa được trong đó. Ví dụ như là từ trong tranh đi ra hay là sống dậy từ bức tranh, đúng không? Thì nó sẽ mang cái ý nghĩa nó hay hơn là mình đứng yên như là mình là một bức tranh như vậy thôi, là display only, không được đụng vô hàng trưng bày. Bạn nghĩ là mình hơn được cái tác phẩm của anh Bình là nằm ở chỗ nào? Đề tài về một cái gallery nó chưa được xuất hiện trong bất cứ một cái đất nước nào hết. Nếu như Đức nói như vậy thì thực sự ra về cái mô hình trường học của anh Bình thì dường như trước giờ cũng chưa xuất hiện tại một cái cuộc thi Miss Universe nào cả. Hai anh nghĩ là ai sẽ là người có thể đi tiếp vào vòng trong được không ạ? Mình vào cuộc thi này là mình tìm ra một cái tác phẩm để mình đi thi đấu với lại thế giới, tức là chúng ta là người một nhà, tức là nên mình phải tôn tạo nó lên chứ mình đừng có phá. Mình nên bên cũng nghĩ như vậy đó, thì mỗi tài nó có một cái ý. Nói chung là em cũng có một cái cơ hội làm việc với anh Bình rồi. Anh Bình là một cái người rất là tỉ mỉ, rất là có tâm với các sản phẩm của mình làm ra. Cái tác phẩm mà được gửi về để tụi em tham khảo thì hầu như là chưa cảm nhận nhiều so với khi mà anh thuyết trình lên. Có thể là những cái sức ảnh hưởng về giáo dục ở tại Việt Nam thì khi mà mang ra thế giới một cái câu chuyện như vậy, nó sẽ được, có thể là đó là một cái câu chuyện mà người Việt Nam chúng ta ủng hộ. Cái thứ hai nữa là với quốc tế, có thể là một cái hình ảnh rất là mộc mạc nữ sinh như vậy, em cảm thấy rất là hay ở cái sản phẩm của anh. Xin chúc mừng anh Bình và anh Đức đã trải qua cái phòng thuyết trình của mình. Thực sự ra mình cũng khá là bất ngờ bởi vì hai anh đều là học kiến trúc và bản thân mình cũng là người học kiến trúc. Hôm nay chúng ta gặp ở đây là giống như với cái tình yêu về thời trang. Và với những cái tác phẩm như thế này thì mình nghĩ là chúng ta có thể làm được nhiều hơn nữa, cống hiến nhiều hơn nữa về cái lĩnh vực mà mình yêu thích. Tuy nhiên trong một cái cuộc thi như thế này thì chỉ được phép chọn ra một người. Thì mình xin được chúc mừng anh Bình. Như mọi người thấy thì ý tưởng của bộ Tô Thị là câu chuyện cổ tích về nàng Tô Thị. Tô Thị lấy cái phom dáng áo dài truyền thống, em còn có lấy một cái áo khoác ở bên ngoài giả cái phần đá để khi mà trình diễn á, Khánh Vân á, sẽ cầm cái tà áo và phủ lên trên để hóa thành đá. Ngoài cái nhân tố là cái câu chuyện truyền cảm hứng về phụ nữ, thông điệp về cái phần mà bảo vệ môi trường á, cũng được đánh động vào cái phần Miss Universe. Em xin được bắt đầu vào cái phần thuyết trình của em. Và đây là ý tưởng của em là về tuyến metro. Bộ trang phục của em nó sẽ gồm một cái áo dài, một cái áo giáp bên ngoài, cái quần skinny và cái đôi boot có đèn, cái mấn có đèn. Cái cánh ở đằng sau là hình cái con rồng đang vùng vẫy chuyển mình thành một cái đoàn tàu metro. Về áo dài và quần thì em sẽ may bằng chất liệu latex. Cái thân áo cũng như là trên những cái tay áo thì em sẽ giả cho nó thành những cái khớp như người máy, để cho anh nhìn thấy là một cái thế giới trong tương lai. Áo dài chúng ta sẽ không thể nào mà dừng lại ở việc là lụa là không thôi, mà nó sẽ còn bước xa hơn nữa. Em xin mời mọi người. Đây là mô hình búp bê của em. Chào Tín Thái. Mình cũng là một nhà thiết kế về áo dài nên là rất là thích cái ý tưởng của bạn đưa áo dài đến tương lai. Cho mình hỏi tại sao lại là rồng? Mọi người chắc là đã từng nghe đến từ long mạch đúng không? Đất nước Việt Nam mình như là một đất nước được nung nấu và được dung dưỡng bởi quá nhiều giá trị đẹp. Vậy thì đến một lúc nào đó chúng ta cần phải bứt phá nó ra để bước đến những giá trị cao hơn. Thì đây là cái ý nghĩa của em khi mà con rồng nó chuyển mình dần dần thành đoàn tàu. Tức là những giá trị xưa cũ, những cái giá trị truyền thống nó dần dần nó sẽ được thay mình. Tức là cái đuôi rồng này một ngày nó biến thành metro và mất luôn cái đuôi rồng này đúng không? Đó là cái mục đích em chọn cho cái việc đuôi rồng và đầu metro. Là luôn thay đổi nhưng không bao giờ quên chúng ta đã từng là ai. Chị thấy ở đây còn có cái quạt. Ý tưởng của cái quạt này là gì? Dạ đơn giản là em thích thôi chị. À, okay. Và bạn nghĩ rằng với cái sự bứt phá của bạn hiện đại như vậy, futuristic như vậy, thì với một cái tác phẩm bên cạnh là với hình ảnh của nàng Tô Thị theo một cái tích, một cái điển cũ của Việt Nam, thì bạn đánh giá sao về cái tác phẩm của bạn Phước Điền?
việc đưa hình ảnh của một người phụ nữ, nỗi niềm của một người phụ nữ trong xã hội phong kiến để đem ra làm thông điệp cho thế giới, đó không phải là điều hay. Cái thông điệp đó hơi cũ, em không đồng ý. Em đem tới Miss Universe một cái hiệu ứng truyền thống mới, đó chính là cái hiệu ứng hóa đá. Có nghĩa là hóa đá ngược, chưa có một hoa hậu nào, chưa một cái cô hoa hậu nào mà sử dụng cái hiệu ứng hóa đá này. Mà câu chuyện về nàng Tô Thị, nó là một câu chuyện vô cùng buồn, gắn liền với nước mắt, gắn liền với bi thương. Vậy thì nếu như mà Khánh Vân mặc bộ đồ này lên, Khánh Vân sẽ diễn như thế nào ạ? Hany có nhắc tôi một câu á, là nếu mà thi Miss Universe thì không cho sử dụng đèn LED, mà bộ trang phục của bạn thì phải được nhấn nhá bằng đèn LED thì nó mới tạo ra được cái yếu tố về futuristic, về hiệu ứng về sân khấu rất là nhiều. Hiệu ứng ánh sáng nó chỉ là một phần thôi, bởi vì nếu như mà nó không có hiệu ứng ánh sáng thì nó vẫn là đoàn tàu với là cái đuôi con rồng, nó vẫn là chất liệu tương lai. Vậy thì điều gì ngăn cản nó để nó không là tương lai? Nó không phản bác cái câu chuyện nó có là tương lai hay không. Nhưng mà khi mà tương lai dẫn đầu thì người ta sẽ hướng đến những cái xu hướng mới, làm sao để cho tương lai nó tốt hơn. Tôi chỉ đưa ra cho một cái gợi ý cho bạn, để trong trường hợp mà ban tổ chức không cho bạn sử dụng đèn LED thì tại sao bạn không sử dụng đèn năng lượng mặt trời, một cái nguồn năng lượng mới và hoàn toàn rất là thân thiện với môi trường. Dạ. Thì đó là một cái gợi ý. Thông thường khi nhắc tới metro thì người ta sẽ nhắc tới là Nhật Bản. Tại vì ở Nhật á, họ đã áp dụng cái chuyến tàu metro này từ năm 1927. Anh muốn hỏi em á, là tại sao khi mà mình lấy một cái chuyến tàu mà thuộc cái dạng mà hình tượng hóa của đất nước Nhật Bản á, mình đem vào trong áo dài, khi mà đem ra Miss Universe á, họ sẽ có nhầm lẫn với văn hóa Nhật Bản hay không? Đúng. Có rất là nhiều người hỏi với em là tại sao lại là metro. Bởi vì tất cả mọi người trên cái đất Sài Gòn này đều mong đợi metro cả. Nó sẽ đánh dấu một cái sự chuyển biến, sự thay đổi phong cách sống, và nó mở ra một cánh cửa mới mà chúng ta không thể nào ngờ tới được chuyện gì sẽ xảy ra tốt đẹp hơn ngày hôm nay đâu. Trong trường hợp nha, cái bài của bạn sẽ được chọn đi tiếp, nhưng ban tổ chức yêu cầu bạn phải đổi hình tượng metro qua một hình tượng khác, nhưng mà vẫn giữ lại cái phong cách futuristic và cái biến tấu của áo dài. Thì bạn có nghĩ đến một cái hình tượng gì để thay thế hay không, và bạn có chấp nhận thay đổi nó hay không? Dạ, em không chấp nhận thay đổi. Chỉ có metro nó mới là một cái sự khai phá. Em sử dụng hình ảnh metro không bởi vì em mang metro đi ra thế giới, nhưng em mang một đất nước Việt Nam đang chuyển mình ra thế giới, và metro chỉ là một phương tiện thôi mọi người ạ. Về cái phần ứng xử của Tiến Thái thì đã nằm ở cái mức gọi là xuất sắc rồi. Vương miện là của em vậy đó. Hen có một cái thắc mắc rất là lớn về cái kiểu ẵm em bé ở bước ra trên sân khấu. Ví dụ như là có thể là truyền thông ở Việt Nam chúng ta đã được nghe cái điều mà Điền đã chia sẻ, mọi người có thể hiểu một cách rất là nhanh. Nhưng mà với thế giới, ví dụ như là họ sẽ có những cái suy nghĩ khác thì sao? Điền sẽ suy nghĩ là thế giới họ sẽ đặt câu hỏi gì nếu mà bộ này Khánh Vân mặc trên, xuất hiện trên sân khấu của Miss Universe. Cái hình ảnh mà Khánh Vân bồng một đứa bé trên tay á, khi mà đi ra sân khấu á, thì khán giả thế giới họ sẽ bắt đầu họ nghĩ là à, tại sao Hoa hậu Việt Nam lại ẵm đứa bé trên tay. Họ sẽ bắt đầu tìm hiểu xem cái idea mà Hoa hậu Khánh Vân đem tới Miss Universe là gì. Cá nhân mỗi bạn thì đều có một cái ý tưởng riêng. Một bạn thì nói về lịch sử, về cái sự sắc son của người phụ nữ đưa ra đấu trường thế giới, một cái nhân phẩm rất là tuyệt vời. Một bạn thì đưa được cái ý tưởng về tương lai Việt Nam chuyển mình. Tuy nhiên, chắc chắn đi vào vòng trong thì chỉ có một mà thôi. Và một ý tưởng liên quan về lịch sử hay một ý tưởng liên quan đến tương lai, ai sẽ được chọn để đi tiếp? Kết quả là xin được chia buồn. Xin được chia buồn với Tính Thái, bởi vì bạn sẽ phải chia tay với Phước Điền hôm nay. Chúc mừng Tính Thái. Thiết kế lạc vân của mình lấy hình ảnh chính từ ý tưởng từ văn hóa khảo cổ Đông Sơn, và hình ảnh chim lạc trên trống đồng Đông Sơn, và hình ảnh chim cò trắng, một loài chim gắn liền với lại văn hóa nghệ thuật của người dân miền Tây và cũng của cả nước nói chung. Và tinh thần truyền thống của áo dài thì em vẫn giữ nguyên phơm dáng của áo dài từ phần tay gấp lăng cổ đến cả quần ống xéo, nhưng em biến tấu hoàn toàn với chất liệu 100% là von lưới và được đính kết trang trí bằng nhiều loại lông khác nhau,
từ lông tơ và lông tơ bản đến lông đà điểu. Tôi thật sự bất ngờ và được gây ấn tượng bởi những cái tác phẩm dự thi của các thí sinh, đặc biệt là những cái tác phẩm lọt vào top 8 ngày hôm nay. Không chỉ là những ý tưởng sáng tạo, đột phá, những cái góc nhìn mới về bản sắc văn hóa Việt Nam, các bạn còn thể hiện được vẻ đẹp của tà áo dài thông qua chủ đề Việt Nam tuyệt tác thần công. Và thiết kế liên vũ của em thì lấy cảm hứng từ lịch sử Việt Nam, về chiến tranh ở Việt Nam, về những cái cuộc đấu tranh trường kỳ và chiến thắng những cái đế quốc lớn. Phần áo dài bên trong thì em xin được giữ nguyên phong nhãn áo dài Việt Nam. Xin cảm ơn Tem Nguyễn và Võ Thành Can. Thực ra hai cái bộ này thì Thủy rất là thích, bởi vì đầu tiên nó là màu trắng cái đã, tạo nên cái sự rất là thanh thoát, và màu trắng rồi đính đá với các thứ nó rất là bắt mắt ở trên sân khấu. Xin chúc mừng bạn Tem Nguyễn với cái bộ trang phục rất là mang tính gọi là sân khấu rất là nhiều. Cảm ơn hai bạn. Xin chúc mừng top 4 thí sinh xuất sắc nhất của cuộc thi tuyển chọn thiết kế trang phục dân tộc cho đại diện Việt Nam tại Miss Universe 2020. Và bây giờ sẽ là phần thi cuối cùng của ngày hôm nay. Mình sẽ bắt đầu với Tín Thái. Mình có thể thấy được cái sự tự tin của bạn và cái sự nóng lòng của bạn muốn mang bộ trang phục này đi ra đấu trường quốc tế. Thì theo bạn, trong 3 thí sinh còn lại thì bộ trang phục nào sẽ là đối thủ nặng ký nhất? Ai cũng là đối thủ rất là nặng đối với em. Vậy nếu như được lựa chọn giữa anh và tác phẩm kén em thì anh nghĩ là chúng tôi nên chọn anh hay là tác phẩm kén em? Chắc chắn khi mà mình tham gia một cuộc thi, mình buộc bản thân mình phải chiến thắng. Bộ Metro không phù hợp với tinh thần của Khánh Vân. Khánh Vân từ lâu nay đã gắn liền với lại cái hình ảnh của áo dài rất là nhiều rồi. Và một chiếc áo dài tương lai Khánh Vân vẫn chưa. Vậy thì làm sao chúng ta biết được Khánh Vân không hề đẹp trong một chiếc áo dài vóc dáng của tương lai? Nếu mà chọn Ometro sang đấu trường quốc tế thì có thể là sẽ nhận được những ý kiến trái chiều của nước ngoài đó. Đây không phải là văn hóa của Việt Nam, đây không phải là những thứ Việt Nam đang có hoặc là như thế nào đó. Còn khi chọn tác phẩm của em tự tin nó là thuần túy Việt Nam, nó chắc chắn là của Việt Nam rồi, không có một ý kiến trái chiều nào khác hết. Không có một ý kiến trái chiều nào, cho nên nó nới không đạt được một hiệu ứng truyền thông nào cả. Khi mà chúng ta đọc được những cái bình luận ở trên mạng, trên Facebook, số lần được nhắc đến của ai là nhiều nhất ạ? Có phải là chúng ta sẽ thấy Ometro nhiều hơn kén em không ạ? Vậy thì Ometro phải là sự lựa chọn duy nhất. Chỉ có Ometro nó làm cho người ta phải động con mắt lại để mà nhìn. Trong trường hợp Ometro và kén em đều không được chọn, hai tác phẩm còn lại là Liên Vũ và Mây Trắng lại được chọn tiếp tục cùng với lại Khánh Vân đi vào vòng trong. Em có phục hay không? Không phục ạ. Mình chỉ có một cái thắc mắc là chỉ sợ rằng nó phá đi cái áo dài, với lại mình sợ vận chuyển cồng kềnh. Nếu mà em làm ra được cái điều đó là anh rất là một tài năng thực sự, mình khen ngợi đó. Bây giờ thì ban giám khảo vừa đưa ra một quyết định là sẽ cho tất cả các anh một phút duy nhất để tranh luận. Nếu năm nay Nguyễn Trần Khánh Vân đại diện cho Việt Nam đi thi đấu trường sắc đẹp khốc liệt nhất hành tinh thì cái em là trang phục dân tộc phù hợp nhất với Khánh Vân? Em không nghĩ là vậy. Em nghĩ là Ometro đứng bật ra khỏi ba người còn lại, bởi vì Ometro mang được thị hiếu mới, mang được cái nhìn mới, hình ảnh mới, một sự thoát xác. Em nghĩ nếu như mà cái hình ảnh mới mà nó không mang cái yếu tố tinh thần dân tộc nó cũng bằng không. Nếu như mà một hình ảnh mà mang yếu tố dân tộc bằng hình ảnh, những hình ảnh của con người nằm xuống vì đất nước thì đó không phải là hình ảnh đẹp à? Hình ảnh đẹp, vấn đề hình ảnh đẹp hay không là cách mình khai thác, chứ không phải là cái cách mà mình sử dụng nó như thế nào. Nếu như mình khai thác nó hợp lý thì nó vẫn là một cái sự thành công nhất định. Mình nghĩ là một hình ảnh của một cô hoa hậu và tươi cười, nhưng mà trên áo của cô ta là hình ảnh những con người mất đi, thì nó không phải là một hình ảnh đẹp. Bình đồng quan điểm như thế. Mãi cho em 15 giây nữa. Cảm ơn phần dự thi xuất sắc của top 4 ngày hôm nay. Và bây giờ thì xin mời các bạn sẽ cho ban giám khảo khoảng thời gian để lựa chọn ra top 2 cuối cùng trong ngày hôm nay. Đây là lần thứ tư mà chúng tôi tổ chức cuộc thi tuyển chọn thiết kế trang phục dân tộc cho đại diện Việt Nam tại Miss Universe. Mỗi mùa thì chúng tôi mang đến một cái chủ đề mới, một cái tinh thần mới. Cũng như tất cả mọi năm thì cuộc thi đón nhận được sự quan tâm rất là lớn của đông đảo các nhà thiết kế trẻ. Thì tiêu chí của chúng tôi luôn nhấn mạnh vào thứ nhất đó là tính thẩm mỹ, thứ hai là tính sáng tạo, thứ ba là tính khả thi và cuối cùng là tính trình diễn. Về mặt tiêu chí thì không hề thay đổi. Tuy nhiên đối với một năm rất là đặc biệt khi chúng tôi chọn đề bài là áo dài và chủ đề là tuyệt tác đường cong, thì thông qua cái cách chọn đề bài và chủ đề, chúng tôi muốn nhấn mạnh
cái tinh thần của các bạn trong cái việc truyền tải tinh thần của bộ quốc phục đã rất là nổi tiếng của Việt Nam đến với bạn bè quốc tế bằng một cách vừa hòa trộn được tinh thần của truyền thống và sự mới lạ, sự sáng tạo của tinh thần những nhà thiết kế trẻ. Đầu tiên xin cảm ơn tất cả các bạn ở đây đã dồn hết tâm huyết, tâm sức của mình và đam mê của mình để đến với cuộc thi tuyển chọn thiết kế trang phục dân tộc cho đại diện Việt Nam Miss tại Miss Universe 2020. Xin chân thành cảm ơn các bạn. Trong tất cả những bộ trang phục thì các bạn đã xuất sắc để lọt vào top 4 ngày hôm nay. Tuy nhiên thì chắc chắn như các bạn cũng đã biết, cũng chỉ có 2 người được tiếp tục đồng hành với cuộc thi. Dừng lại ở đây không phải là chấm hết đúng không? Dừng lại ở đây để chúng ta có thêm kinh nghiệm, năm sau quay lại chiến đấu tiếp. Trên tay tôi ở đây đã có kết quả. 2 thí sinh sẽ tiếp tục được đồng hành với cuộc thi tuyển chọn thiết kế trang phục dân tộc cho đại diện Việt Nam tại Miss Universe 2020. Sẽ là ai? Và kết quả sẽ là... Sau đây thì tôi xin được nhường lời cho Hậu Khánh Vân ạ. Dạ, em xin cảm ơn chị Võ Hoàng Yến rất là nhiều. Và bây giờ thì Khánh Vân xin được đại diện cho quý vị ban giám khảo ngày hôm nay sẽ công bố top 2 thí sinh xuất sắc nhất. Và sau đây sẽ là kết quả cuối cùng, bảng tự do. Xin chúc mừng bài thi Kén Em. Chúc mừng anh. Và bảng All Star. Bảng All Star hai anh có thể nắm tay nhau được không ạ? Ây dạ, giống như top 2 ạ. Hoa Hậu và Á Hậu. Xin chúc mừng bài thi Với Tên Gọi. Với Tên Gọi Ometro. Xin chúc mừng tác phẩm Kén Em và Ometro đã trở thành top 2 trong cuộc thi tuyển chọn thiết kế trang phục dân tộc cho đại diện Việt Nam. Xin cảm ơn và xin chúc mừng các anh. Cảm xúc bây giờ hồi hộp có, lo lắng cũng có, nhưng mà nói chung là rất là vui. Khoa vô cùng tự hào khi tác phẩm Kén Em của mình nhận được sự ủng hộ rất là nhiệt tình từ các bạn khán giả cũng như là ban giám khảo. Ometro đối với Tính không chỉ là một cái sự chuyển mình của một cái thiết kế mà nó là một cái sự thay đổi tư duy về thiết kế đối với Tính nữa. Một cái sự mới mẻ cho áo dài, một cái sự mới mẻ cho cái hồn dân tộc của mình khi mà mang ra đấu trường sắc đẹp quốc tế. Và thật sự bây giờ mà nói thì Vân cảm thấy rất là vui cũng như rất là hào hứng, bởi vì ngày hôm nay đã chính thức tìm ra được top 2 thí sinh xuất sắc nhất của cuộc thi. Một trang phục thì rất là hiện đại, một trang phục thì rất là truyền thống, cho nên là mình đang rất là mong chờ không biết là khi mà thành phẩm á, thì được hình thành lên một bộ đồ thì sẽ như thế nào. Một cái tác phẩm nghệ thuật nào cũng cần một sự đầu tư. Nói đến phần chi phí thì Tính cũng nghĩ rằng là một cái khoản chi phí cho 2 tác phẩm dự thi để rồi một trong 2 đi chinh chiến. Tính muốn rằng là dành toàn phần cái chi phí đó, chi phí dành cho 2 tác phẩm này, dành cho một tác phẩm, và Tính muốn tác phẩm đó là Kén Em. Chi phí dành cho 2 tác phẩm này, dành cho một tác phẩm, và Tính muốn tác phẩm đó là Kén Em. Bởi vì Tính nghĩ nó phù hợp với Khánh Vân rất nhiều. Đây là cuộc chơi, một khi mình quyết định chơi mình sẽ phải chọn, mình phải là người chiến thắng, hoặc mình sẽ thua với một người xứng đáng. Tính chọn Khoa là người Tính sẽ phải thua. Tính vẫn hoàn toàn có thể đồng hành cùng với cuộc thi, cùng với Khoa, mình vẫn chiến đấu cùng nhau. Thua thì mình vẫn nghĩ là thua thì sẽ phải thua đáng, và thắng cũng sẽ thắng đáng. Từ xưa tới giờ thì Khoa Tính làm chung với nhau thì giống như một nhà vậy đó, cho nên là bây giờ ai cũng được hết trơn á. Thật ra Khoa rất là thoải mái trong cái vấn đề này. Cũng hơi tiếc là tại vì khi mà đi tới cuộc chặng cuối cùng rồi mà chỉ còn có một mình thôi, người bạn của mình thì không có đi cùng mình nữa, thì cũng hơi buồn. Tính với Khoa cùng tin rằng là với cái kinh nghiệm tụi mình đã từng có, phát triển Kén Em trở thành một cái sự chỉnh chu và yên tâm nhất cho Vân cũng như là tất cả mọi người từ ban tổ chức, khán giả đang luôn mong đợi theo Vân, luôn mong cầu những cái nét đẹp văn hóa tại thế giới. Cuối cùng thì thống nhất giữa Khoa và Tính và với lại ban tổ chức, Khoa sẽ cố gắng hết sức mình để thực hiện Kén Em thỏa lòng mong đợi của các bạn nhất.
Đón xem Road to Miss Universe 2020 được phát sóng vào lúc 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh YouTube Miss Universe Việt Nam và 12 giờ chủ nhật hàng tuần trên ứng dụng VOOM.